miễn phí cho người ta thì mình cũng thấy vui, mà người ta cũng thấy vui, mà mình thì mình thấy mình thay đổi được cái chiều hướng tích cực ấy, nên là mình cũng thấy rất là thú vị về cái điều đó. Mình làm mình nghĩ là mình cảm thấy vui và làm theo ý thích của mình thôi, chứ mình không có nghĩ là mình làm người từ thiện hay gì hết. Cái quan trọng là anh đã biết dừng lại ở những cuộc chơi gọi là vô bổ, và anh đã biết quay cái cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn, giúp đỡ được cộng đồng cũng như là chia sẻ được với những cái khó khăn với các bạn công nhân, những người đi làm mà thu nhập thấp. Nhưng mà ở đây người ta cũng thắc mắc rằng sao mình làm từ thiện hoài, cứ cho rau hoài như vậy, rồi lấy tiền đâu mà mình cứ cho rau hoài, chắc là mình này chắc là giàu lắm ha, nhiều tiền lắm ha, cứ cho rau hoài. Như vậy thì cái nguồn thu nhập đó ở đâu? Và mình có giàu không? Không, mình thì tôi thì không giàu mà cũng chẳng nghèo. Rất là nhiều người thắc mắc, ngay cả những người phải sống gần ở đây, xung quanh tôi hàng xóm đây nè. Người ta có điều kiện, người ta thắc mắc, bảo tao ở đây tao thấy mày hàng ngày, tuần nào tao thấy mày cho mấy ngày mà mày cho mỗi ngày mỗi lần là hàng tạ vài tạ, chứ không phải là chỗ ít mà cho toàn rau đẹp rau ngon không ạ. Thì một số người thì mình cũng nói vui là bảo nghề bán rau này là nghề phụ thôi, nghề chính của anh là không phải nghề bán rau. Mà thực tế thì mình cứ nhấn lợi nhuận phần trăm ra đấy, với là mình cũng có một số thu nhập nhỏ bên ngoài nữa, tâm ra mình cũng cân bằng được cuộc sống. Thì cái thu nhập của anh thì nói chung là trụ sở chính anh bán thì cũng tương đối rồi. Thì tối thì mình đếm tiền, mình thấy lợi nhuận, ví dụ hôm nay được 2 triệu hay 3 triệu này, rồi mình dính ra. Rồi ngày mai mình đi lấy hàng, mình mua cho công nhân. Mà ví dụ ngày mai mà không có hàng ngon rẻ đẹp á, thì là mình để cho ngày mốt. Đó là mình miễn phí, thường miễn phí bình thường là một tuần 4-5 ngày, 3-4 ngày gì đó. Có tuần thì đủ 6 ngày luôn. Nhưng mà theo như mình nghĩ như vậy thì cái nguồn rau này á, là của mình hay là cũng nhận thêm những cái sự giúp đỡ của các mạnh thường quân khác? À, nguồn rau này là hầu như là 99% của mình hết á. Lâu lâu là trên chỗ chợ đầu mối bạn hàng nó kêu mình rau ơi còn ít này em cho ăn này, ớt lắm, nó dùng hiếm khi lắm, nó dùng vài ba tuần may ra người ta cho mình một lần thôi. 100% là thu nhập của mình hết á, chứ mình không có nhận mà kêu có mạnh thường quân nào đâu. Thì tại vì mình không có thời gian, tại vì công việc bận lắm, làm sáng làm tối trưa chiều làm, cũng rất là nhiều người kêu gửi số tài khoản, người ta vui gửi tiền, cũng có gửi đến tận cửa nhà là người ta đưa tới cả chục triệu kia, nó không có nhận được. Tại vì biết không, mình không có thời gian, và khi nào mà mình có một mục đích, ví dụ mình có mục đích đợt tháng tới, mình có dự định kế hoạch của mình là tháng tới mình sẽ bỏ ra 20 triệu tiền của mình mua gạo hay mua gạo mì gói như đường bột ngọt mình phát cho những người khó khăn nằm thiếu. Thì mình muốn thêm 20 hay là 30 nữa thì mình xin một số người quen thì mình sẽ nhận, lúc đấy mình sẽ nhận để mình mua đủ cái lượng gạo lượng hàng đó. Còn bình thường mà kêu nhận thì mình nhận mà mình không có thời gian, với lại mình không có sử dụng cái đồng tiền nó đúng cái mục đích của cái người ta hỗ trợ cho mình á, thì nói chung là mình cũng làm sai cái khoản tiền đó đi. Nên mọi người nếu ủng hộ vào thì một con số nó sẽ tăng lên, nhiều người sẽ tăng lên vài chục triệu, vài trăm triệu là bình thường. Thì lúc đấy là đôi khi mình không có thời gian giải ngân số tiền đấy, là mình tặng của mình lại dùng tiền đấy mình đi đánh bài hết, nói chung là tự mình hại mình đâu. Tại vì cũng có nhiều người thắc mắc, cho nên mình cũng cần phải có chính bản thân mình giải thích câu chuyện như thế này để cho cộng đồng hiểu hơn về mình. Mình nghe cũng rất là cảm động, bởi vì khi mà mình sử dụng đồng tiền của những mạnh thường quân thì mình phải có sử dụng cho hết cái hiệu quả của đồng tiền đó, thì cái trách nhiệm cũng lớn, đúng không? Cái vấn đề này mình bị chửi hoài hồi trước á, là mấy thằng bạn nó ngồi nhậu chửi hoài bảo mày ngu lắm, nhiều người để muốn nổi tiếng để được quyên góp tiền từ những người khác á, mày đi tự nhiên người ta gửi tiền mày không nhận, bảo mày nhận đi mày xài, mày sử dụng một nửa mày nhét túi mày được có sao đâu, mày sử dụng một nửa mày nhét túi mày được có sao đâu. Mình làm như vậy thì có thể là không phải con người của mình, và mình sống thì nó không có thoải mái. Đúng rồi, thì đó là sự suy nghĩ của mình, đúng không? Có những người họ cũng nhiều khi họ cũng nói đùa thôi, nhưng mà bản thân mình suy nghĩ thế nào thì mình làm đúng theo cái sự suy nghĩ của mình, theo đúng cái lương tâm, cái trách nhiệm và cái con tim mình mách bảo. Thì ở đây cộng đồng ai cũng hiểu mà, vì chính bản thân mình tự nhiên trên cộng đồng mạng nổi lên một cách rần rần vậy, mà nó xuất phát từ trái tim, xuất phát từ cái lòng chân thành của mình, cho nên người ta mới trân quý, và mình cũng hiểu được điều đó. Cho nên mình phải biết giữ cái sự trân quý đó đối với khán giả cũng như cộng đồng mạng. Nhưng mà bây giờ trong cái quá trình đang là bị nạn dịch và tất cả mọi sự đều hạn chế trong vấn đề giao thông, di chuyển, thì
có khó khăn gì cho Minh không? Trong những ngày gần đây là gặp khó khăn nhiều, nhưng ví dụ như là tình hình bị phong tỏa giãn cách đó, nhiều này mình cũng có rất là một số nguồn hàng giá rất là tốt, mà bây giờ mình cũng không đi được, chỗ mình cũng không sắp xếp được xe thì mình về mình mua dùng cho người ta 3-4 ngàn ký gì đó, mình vận chuyển lên đây rồi bắt đầu mình cũng bán lại cho một số chỗ người ta hay đi phát cho khu phong tỏa, khu làm từ thiện đó, mình cũng bán lại 3-4 ngàn, còn một số chỗ nào mình biết đó, mình cảm thấy được mình cho luôn, mình tặng luôn cho người ta, còn một số chỗ đó, người ta không biết đó, mình không biết người ta thì người ta kêu mua dùng thì mình mua dùng giá tốt cho người ta thôi, chứ cũng chẳng lời lãi cái này. Nói chung là trong thời gian dịch bệnh này nói chung là cũng gặp khó khăn nhiều về vấn đề đấy, với lại công việc buôn bán rau của mình phải dừng lại một thời gian thì thu nhập của mình lại không có, nhưng mà cái mình thì nhưng mình thì cũng không sao đến nỗi, tại vì mình cũng có tiền chứ không đến nỗi không nhiều mà cũng làm được. Khó khăn như vậy trong vấn đề di chuyển thì Minh làm sao có thể di chuyển được rau củ, hoặc là Minh có giấy thông hành không? Mình thì không có giấy thông hành, nhưng mà mình thì mình có một số mối cũ của mình á, thì là người ta vẫn thông hành, người ta đi được trong phạm vi khả năng người ta đi được, giống như rau muống đi, trứng đi, thì mình liên hệ nó, mình hỏi giá cả thỏa thuận với lại cái chỗ này là cái chỗ mình lấy bao nhiêu năm nay rồi. Lúc trước á thì nhiều lúc người ta bị bán ế 5-7 tạ, mình mua hết cho người ta về mình miễn phí cho công nhân, thì bây giờ thì mình cần mình mua hỗ trợ bà con thì người ta cũng phải bán giá tốt cho mình thôi, thì mình không có ra ngoài được, mình nằm ở nhà thôi, mình liên lạc với lại mối cũ người ta sắp xếp, người ta tự giao hàng đến tận đây, còn những người ta dặn mình mua dùng về người ta làm cho những nơi cách ly với lại làm từ thiện người ta cũng đánh xe để người ta đến tận đây người ta đẩy thôi, chứ mình không có đi được. Khó đúng không? Cũng gặp khó khăn, cũng không được suôn sẻ cho lắm. Trong một cái thời gian mà mình làm từ thiện, mình làm thiện nguyện bằng chính cái trái tim của mình, bằng chính cái lòng nhân hậu của mình như vậy, thì trên cái bước đường làm thiện nguyện của mình có những gì vui, những kỷ niệm hay là những ghi dấu ấn sâu đậm thì mình có thể chia sẻ được với khán giả không? Nói chung là bao nhiêu năm nay thì có nhiều tình huống, có nhiều kỷ niệm lắm. Thì cũng cách đây cũng mấy năm á, có một chị là nói cũng chị đấy là cũng chặt chạc tuổi mình thôi, nhưng mà nhìn chị ta cũng khắc khổ lắm. Chị ta thường xuyên đến mua rau và nhận rau mà, thì chị ta vỗ vai mình và chị ta nói là bảo nhờ có sạp rau của chúng mình mà chị dành được một số tiền chị mua cái xe đạp điện cũ cho con chị đi học á. Thế nhưng mà cảm thấy nào mình vui vui á, rồi mình cũng cảm thấy mình cũng phụ giúp cho người ta một phần nào đó, mình thấy vui vui. Rồi cũng có những cái lần mình đi ăn sáng thì cũng được người ta mời ăn sáng, người ta kêu là bà chủ người ta mới hỏi là sao biết mình rau, thì người ta kêu là bạn lấy rau của ông này bao nhiêu năm rồi, này có dịp đi ngang á, người ta mời ăn sáng. Rồi một số công nhân người ta tới dịp Tết, dịp lễ, người ta được công ty thưởng cho lốc nước này, hộp bánh này, một số người người ta đến người ta tặng mình, kêu bà thôi anh không lấy đâu, tụi em đem về dành đi, sử dụng đi, mình không lấy người ta để đấy, người ta về à. Vui, nhưng nhiều kỷ niệm lắm. Trong quá trình Minh làm thiện nguyện như vậy, đã dùng thu nhập của gia đình cũng như của bản thân và chia sẻ với cộng đồng, chia sẻ với những người thu nhập thấp, em có bị phản ứng gì của gia đình hay không? Vợ con, gia đình, cha mẹ hay là những người trong nhà, có ai phản ứng gì hay là ủng hộ Minh? Nói chung là ban đầu á, cách đây khoảng tầm 8 năm á, thì vợ là cũng thắc mắc, bảo cũng sao đấy hàng nếu là nhiều vậy sao bán, hay bảo cái này lấy về cho, bảo yên tâm đi, ăn cân bằng được thì phải về đi ăn chơi gì kia thì vừa lâu cho ông nhân. Vợ thấy mình dành thời gian mình ở nhà, mình lo chăm sóc gia đình, lo việc nhà, rồi lo việc buôn bán, chú tâm làm ăn hơn, thì bỏ bớt cái kia đâu là vợ ủng hộ nhiều lắm. Tới bây giờ mới tính vợ mình cũng khoảng lắm. Vợ đó ủng hộ mà, bố mẹ tôi cũng vui, cũng thấy mình bây giờ nó thay đổi nhiều rồi. Trời, ông cho mỗi người có một khả năng khác nhau mà, đúng không? Còn mình mà đợi đến lúc mà mình đủ khả năng hay là giàu có đại gia thì mình mới làm cái điều mình mong muốn từ cái thời suy nghĩ của mình thì dạ thì chắc cứ đợi hoài, đợi mãi, cứ đợi khi nào mà chắc gì rồi mình đó thành đại gia mà thôi. Mình làm những cái điều gì mà mình từng suy nghĩ á, mình làm được điều đó là tự nhiên mình thấy vui rồi chứ không? Cái đó được phải nói rằng là phải có một trái tim rất là ấm áp và một cái sự suy nghĩ sẻ chia, yêu thương, đùm bọc. Minh có một câu: sự cho đi là cứu rỗi chính mình. Vậy thì Minh hãy giải thích thêm về câu đó, cũng như là cảm xúc của mình như thế nào, mình nghĩ gì
khi mà mình cho đi? À, thì cái cho đi là cứu rỗi chính mình thì nó cũng đúng với trường hợp của mình. 8-9 năm trước ấy, mình là một người gọi như là cũng sống buông thả. Rồi lúc đấy là cuộc sống của mình lúc nào nó cũng mệt mỏi lắm, là tinh thần này, rồi cứ suy nghĩ lung tung, than trời thất phận. Mà hồi đó mình ốm nhom nhất là hồi đấy là cứ 47, 48, 50 ký đồ nào mà. Thì từ lúc mà mình quyết định thay đổi, mình dừng lại cuộc chơi và mình thay đổi cái tư duy và một cái suy nghĩ, một cái chiều hướng tích cực á. Rồi tự nhiên một cái thời gian sau ấy, con người mình nó thay đổi hoàn toàn luôn á. Thầy cô bạn bè cũng người ta không ngờ mà sao thằng Minh bây giờ nó mập mạp mà nó trẻ trung hơn được trước nhiều. Cũng có một cái câu nói mình nói là cách tốt nhất để trị bệnh chán đời là đứng lên và làm một cái điều gì đó cho cuộc sống xung quanh mình á, nó cho nó tươi đẹp hơn, là tự nhiên là mình hết chán đời.